Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chỉ huy của Bộ Quân chủng Hải quân đã trả lời phỏng vấn. Tinh hoa quân sự Việt Nam. Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về sự sáng tạo trong việc dùng những chú ong để đánh giặc, một cách đánh hết sức độc đáo của cha ông ta. Trong phong trào toàn dân đánh giặc, việc vận dụng các đặc điểm sẵn có ngoài tự nhiên đã được nhân dân ta sử dụng linh hoạt khéo léo để đối phó với kẻ thù. Kinh nghiệm đó được du kích Quỳnh Văn Trung, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre phát huy bằng việc sử dụng ong vỏ vẽ kết hợp với các loại vũ khí tiêu diệt địch khi chúng đi cạn vào ấp dân cư. Ong vỏ vẽ là loại ong hung dữ, có nọc độc, khi đốt thể đầu nhất có thể dẫn đến tử vong. Khi một con bị tấn công hoặc tổ bị phá hoại, cả đàn sẽ lao vào đốt kịch liệt. Nắm được đặc điểm đó, anh Quỳnh Văn Trung đã khéo léo nuôi loại ong đặc biệt này. Hàng ngày, anh mặc quân phục của bộ đội giải phóng cho ong ăn. Trời tối, anh sử dụng các đồ bảo vệ cơ thể cẩn thận, sau đó khoác quần áo lính Mỹ ngụy bên ngoài, dùng gậy đập vào tổ ong. Bị kích động phá hoại, từng đàn ong lao ra đốt đối phương. Nhờ sự kiên trì huấn luyện ong, anh Trung đã tạo cho đàn ong có phản xạ sẵn sàng đối phó với kẻ thù. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 1962, một toán địch khoảng hơn 80 tên với súng ống lình kình dưới sự chỉ huy của Cố Vân Mỹ tiến vào bản Thâm Hương, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre để cản quét đánh phá. Trước đó, khi biết tin địch đến cản, anh Trung cùng một du kích đã bắt các tổ ong nuôi được cho vào ống quần, rồi đặt ở những vị trí sự kiên định có thể cử động. Khi chúng tiến vào làng, các đội viên du kích đã bí mật giật dây cước, tháo nút thắt cả ống quần, đốt làng ong. Lập tức, từng đàn ong lao ra nhằm vào địch đốt tới tập. Những tên cua tay chống đỡ càng kích thích đàn ong tấn công ác liệt hơn. Chúng lăn lộn quằn quại trên đất rồi bỏ chạy toán loạn, nhưng dọc các tuyến đường là hệ thống hầm trông bãi mìn